Mình đã về nhiều như này anh em này. Đó. Đây, đây là cái bánh Chotco Made in Japan 150, khá mắc tiền đấy. Nghe nhá. Ngoài ra nữa thì nếu anh em có trục rồi thì đây nó có cái mẫu mà Made in Japan, nhưng mà cái vấn đề là nó sẽ rời nhau như này để anh em có thể lắp được về bánh này. Những cái KH16 ấy, lúc thì tồn kho bao nhiêu hết, vừa rồi điên quá cho tồn kho nhiều luôn anh em ạ. Đấy. Súng xịt khí của Job Luck Engineer này. Đây này, bôn hớt để cho anh em nhìn thấy này. Bôn hớt này là made in USA này, chứ không phải là mấy ông ở Việt Nam là hàng China xong dập made in USA đâu anh em nhá. Đấy, made in USA nó chuẩn như này này. Đây mới là bôn hớt. Nhiều ông nghĩ bôn hớt có 200k, chả biết gì mà. Engineer. Đây là những cái mẫu dây khí của Chosco. Dây khí này là này stock hàng cho anh em, nếu anh em mà đang trong ngành mà dùng xịt khí thì đây là này sẽ về luôn cái dây khí của Nhật như này cho anh em mua sẵn hàng luôn, là này mình sẽ cho lên giỏ hàng anh em nhé, để cho anh em mua những cái dây khí nó bền, mua mấy cái dây khí China gì nó mất thời gian mà nhanh hỏng. Ép cốt của Lobster AK2MA Tonne, đây này cân lực đấy, Lobster là mỏ lết Lobster Tân này, đây là cân lực tọc quen, này là cân lực của Tonne gì đây nặng lắm. Ở đây là của Canon, chắc là cái tay vặn hay cái gì đó của Canon. Về tất cả những thứ bạn cần ở đây nó đều có hết, mình sẽ cho về là hết cho mọi người. Đây là cái Lobster UM420S này, là cái này là của cái mỏ lết. Đây, những cái mẫu mà về nhiều kiểu như là AG45LP này, là cái mẫu mà súng cái xịt khí thân nhôm ấy. À, cái xịt khí thân nhôm rất bền của Kagura. Này này, nó sẽ về, nó sẽ kết hợp với cái dây khí này cho anh em, để cho anh em combo. Với điều kiện nhà anh em phải có máy khí nén rồi nha. Thì hai cái combo này là dùng cho anh em hơn triệu, dùng thoải mái luôn. Hỏng thì đổ cho cái mới. Nhà máy nó dùng nhiều thì mình sẽ nhập về. Nếu không thích nữa thì có một cái mẫu nữa là của Chotco này. Đó, cũng là dạng thân nhôm, cũng made in Japan. Dưới này là những cái thanh vặn, nói chung là vậy. Búa chốt cô về thì nạo về sẵn kho luôn cho anh em. Đây là búa giảm chấn urethan. Đấy, lõi thép. Còn kia kia chưa biết là có cái gì nữa. Đấy anh em nhá. Tới đây nếu anh em đang có muốn dùng một cái dây khí nén ngon, và dây khí nén và súng khí ngon, thì đây cái loại này là 8 mét mình đã chọn cho anh em rồi. Anh em đặt hàng cứ bình luận. Cuộn dây Zulo rồi, chắc anh em nhìn quen rồi, mình không review nữa. Cảm ơn anh em nhá.